Xin chào cả nhà nha, bữa nay có anh Năm chị Năm lên chơi. Chào anh Năm chị Năm nha. Năm. Chị Năm mới mua lên đó hả? Đó, ai ai mua cho con hả? Hả? Sao con này chào cả nhà đi con. Giờ mình xào nấm tràm nè cả nhà ơi. À, mình xào cái này mình đổ dầu vô, mình xào chừng nào nó khô mình xay cái nấm nó teo lại á, cái mình chen nước mắm vô, chỉ là nêm nước mắm với tỏi ớt với tiêu. Mình kho lạc lạc á cơm, chỉ là mình làm đây món nữa nè, cái này dưa gang muối á, dưa gang muối cái mình sắc nhuyễn ra, cái mình dắt cho khô nước, cái mình đâm tỏi ớt mình bóp vô, rồi giờ mình thử mình xấy tỏi cái mình xào sơ nó lại. Chỉ là món gà nấu cháo nấm tràm nữa cả nhà ơi. Có mình làm xong rồi nè, làm xong rồi giờ mình quay. Này thì mình xấy tỏi để mình xào dưa nè cả nhà ơi, dầu chưa nóng luôn chứ. Tỏi vàng rồi mình xào dưa vô, nên mình xào sơ nè cả nhà. Sơ mình nhặt xuống phải chín qua, cái dưa nó bị mềm á. Dưa này thì mình nãy mình ướp, mình đâm miếng muối ớt với lại đường bột ngọt, cũng không có gì hết nha cả nhà. Đây thì mình khèo chín lên này cả nhà, vậy được rồi nè, để mình thử cho nó còn giòn không. Đây mình bào mỏng lắm. Được cả nhà ơi, giòn. Đây thì mình làm cái chén này để mình kho nấm tràm nè cả nhà. Đường, bột ngọt, tỏi, ớt, tiêu. Bữa nay có đầu bếp mới cả nhà ơi. Này chế biến cái món nấm tràm nha anh em. Chế vô trong biết ăn được không? Hai đường mà. Lát mình có nồi cơm nữa sợ gì. Làm sao mà không có ăn cơm được nữa. Này, này tôi làm món nhậu bia. Mặn mặn nhậu bia. Cảm mặn quá thì ăn cơm. Có nồi cơm sẵn. Cơm nào ghê không chịu. Trời chuyển mưa quá, mình nấu cơm nấu gan mình nấu bếp ga cả nhà ơi, mình không có nấu củi. Tôi mệt ngầu vì thứ cưng rồi. Bữa nay có anh Năm, chị Năm lên chơi. Em anh Năm mình thấy hai rắn mình bự quá, anh review nè cả nhà. Rắn này mình lấy sáng mình đi giao cho ông anh ở Gò Vấp, cho anh Sang ở Gò Vấp. Giờ mẹ mình bút gỏi cải nâu cả nhà ơi, làm gà bút gỏi, 8 vây lóc phải làm thử nấu nè. Bữa nay trời mưa quá cả nhà ơi, mưa quá ồn quá trời. Nãy chuyển giờ mưa luôn rồi. Đó con trai cũng bay tươi. Bé. Bay tươi len len xuống bếp.
em rể mình nướng khô rắn nữa cả nhà ơi. Đấy, bịch khô rắn mình nướng. Rồi mưa quá trời mưa. Khô rắn đợt này ngon ngon không cả nhà? Bự bự không à? Nè, nướng á, để cái bầy đó lát da nó rút lại nó ảnh. Để cái chèo này nè. Cả nhà mình nướng rắn nướng chèo này trước. Mình nướng cái chèo này nè, cái da nó nóng nó rút cái da là nó ảnh, rắn cuốn còn do lại lát nữa mình nướng mấy trong này không được, cái da nó không có chín. Nên là mình để vậy nè. Nó rút chừng nào nó gần chín rồi mình tởi qua mình nướng cái bên da này. Úp, nướng khô rắn mình úp xuống á, đừng tởi lên. Bọc vậy là nửa ký cả nhà. Mà bọc có 2 khúc 4 6 khúc bự với lại 4 cái đuôi. Này cả nhà. Google đi cắt môn về nè mà trời mưa thấy cái đầu Google thấy ghét không? Dạ mưa luôn cả nhà. Giờ cắt môn về sao làm rắn theo yêu cầu của anh Nhẹ. Làm bên gò rồi mới mưa rồi nó mới lên cả nhà ơi, nó non thuốc rồi, nó lên trong phút phút rồi. Tội nghiệp của cô về chưa? Dầm mưa về anh em mày vậy đó. Gì con gái? Gì coi? Nè dê cái coi, dê con, dê. Chào cả nhà coi. Mai đi học nha, đu lo. Mai đi học nha. Có món ốc nướng với mỡ nữa cả nhà ơi. Ốc la đang ốp nè. Cuốn vô một con ốc miếng mỡ. Đây, rắn nướng sắp chín rồi cả nhà ơi. Con thịt nè, con nãy em để mình nó nướng bị còng rồi lấy cái ống cắt ra nè. Con thịt khúc khúc mà chịu mưa cũng ít, con không chịu. Khô rắn này chiên hay nướng gì cũng được hết cả nhà, dễ ăn lắm. Thịt mưa. Trong bông này mình xào bự hơn chảo bữa hổm nè cả nhà ơi. Này bữa hổm mình có quay ốp đồ rầu nên bữa nay mình không có quay cả nhà ơi. Mình chỉ quay cái chảo khổng lồ thôi. nấu cơm khác nè cả nhà ơi. Nó nhỏ nhỏ không dám nó lớn thịt mèo anh chửi, anh lên gà khét nấu cơm rồi, nấu bỏ nấu nấu khác vào. Mình làm món xong rồi cả nhà ơi. Món này rắn nướng. Này da heo với lại ba rọi nướng. Này lòng rắn xào môn. Này gà xếp hai. Này gà bóp gỏi. Có thịt heo nữa. Này dưa muối. Nấm tràm khèo hai đường. Chỉ là cháo nấm tràm. Còn món ốc nướng mỡ chài bên đó nữa cả nhà ơi. Ốp bia luôn cả nhà ơi. Anh Năm mua lên thùng bia nữa nè. Mua bánh cho sữa cho mấy đứa rồi mua bia nữa. Trời mưa này không biết anh Nhẹ với lại bầu cho anh xuống được không mà đợi lâu quá rồi, giờ mấy anh em mình dọn ra chắc ăn trước. Trời mưa này không biết hai người đó có xuống không nữa. Giờ mình ăn lần lần đi. Yeah. Giờ mình ru đai lần lần trước. Tới giờ cả nhà ơi. Giờ anh Năm bữa nay chủ nhật, anh Năm chị Năm có lên trời có cổ quà. Bữa nay giờ bắt đầu lên go đãi về mình ăn ấy hả Nam? Chị Nam. Go đãi về ăn nấy đi nha. Hình như cũng nhiều món dữ lắm. Hình như có cháo nấm tràm nè, rồi khô rắn nè, rồi lòng rắn nè. Ôi giời. Có cái vụ mà thịt gà nữa. Đây còn em tẻn không biết nướng cái gì nữa đây nè. Bên này hình như mực hào gì đó.
tới giờ uống mà chưa ly rồi. Trời ơi, tới vô 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 rồi mà chưa ly hả? Chị em năm cũng có uống cái gì? Vậy chấm hẹn cái đi. Mấy anh em mình làm món xong rồi cả nhà ơi. Xin mời cả nhà dùng bữa với gia đình mình nha. Với anh Năm, chị Năm nữa. Giờ mình làm mời cả nhà nâng ly nha. Này anh Năm với chị Năm lên chơi mà trời mưa chắc anh Năm chị Năm mai mới về. Giờ 11 12 giờ mới về luôn, ngủ trong mai về. Mai về anh Năm. Cho bán mát về. Giờ đang mát anh Năm, không ấy chân nắng nắng đi. Cái này nè, nó uống có đồng với 10 lon nè. Làm mà uống lon. Bây giờ cái thấy uống cũng được rồi. Còn uống nè. Vậy uống cho ngoài ngoài ta. Cái đổ à. 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 Hôm lâu với chị. Dần cho lên ta không biết. Nhìn rút rắn sầu không nha. Chúng ta thẳng thẳng xíu đây. Quá ngọt. Mùa này vô bẻ bên bên lề á. Nói cần mưa mà phải đi bẻ không? Em, để đâu vậy? Em có tiền cái sao anh đi vậy? Quá trời mình rắn không kìa. Mà rắn không? Rắn lấy uống rồi. Không được cái rắn cần. Nhiều lắm. Qua em lấy còn khúc đỡ một khúc mạnh. Trời mưa dầm anh nhẹ với bầu cho anh xuống không kịp cả nhà ơi. Nãy điện rồi cho nói chút xíu nữa xuống mà không biết xuống không biết. Rồi đó anh em có bình luận hỏi anh Năm rồi nay sao mà lâu không có lên. Tại anh Năm cũng kẹt công chuyện với nhà anh Năm á, sửa đường rồi trước cửa đó giờ móc cống rồi anh Năm đi không được, ở nhà dòm ngó. Đây đó bà, đây kia đi. Nè, đây đi cho. Thì đứng lên cho rồi. Rồi. Đi. Là đây. Lúc nãy giờ nó luôn. Bây giờ kiếm chân mưa luôn. Luôn. Giờ chạy. Giờ 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 đi. Bị chưa nó lên. Nó bị đổ đó rồi lấy đó ra. Đổ nó không có được. Đổ luôn phải. Cái này mà nó đổ luôn đi. Nó đã xin thêm món mắm ruốc kho với ba rọi chấm rau nhúc cả nhà ơi. Mẹ mình mới đem lên nữa nè. Mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Mình ăn cơm với lòng rắn xào chua. Mình mới cơm cho anh Năm mà Năm không có ăn nè. Ăn lòng rắn trước. Tự mèo thì nó giờ có thịt cả đống ăn thịt chứ ai ai ăn cơm. Ăn lòng rắn mới được lắm nha. Rồi xin mời cả nhà nha. Thế rồi đám bàn ở đây mà nhiều người không biết ăn đúng không? Mình tới coi. Thôi được rồi. Lòng rắn xào môn ngon lắm cả nhà ơi. Thôi gỡ gì bớt đừng ký rồi. Em kêu gỡ gì bớt đừng ký, gỡ nhiều quá ăn hết. Để lắm à, qua tới là đi mua nước uống đi, nói gì là nghe nấy. Lòng rắn hả Nam? Gỏi ăn đi con, gỏi. Xin tạm. À. Mai qua mua nước uống tiếp. Tạm với cò tiêu ăn. Em có tiêu rồi. Cái đó em cũng có tiêu á. Tiêu ăn ngon rồi. Dạ. Chịu không? Mà nó nghe tao không được hả? Vô cậu. Chịu làm không được.
Cái con ở cái ăn phải ăn dày ấy chứ ăn chứ cái tiêu đắng. Lấy mẹ mới dày mà mấy anh có từ hồng với anh chứ bồ tròn với nhẹ chưa xuống cả nhà ơi. Mấy anh em giờ tạnh mưa rồi mà hai người đó không biết có xuống không nữa. Trễ quá rồi không biết có xuống không này. Vô 1 2 3 cái mới đầu kết thúc rồi hôm nay vui vui như sao không bình chứ giờ màu còn nhiều lắm rồi anh Năm còn cái bài dài chứ chị Năm bài dài trước vô. Sao mấy anh em ăn uống xong rồi cả nhà ơi, giờ Năm chị Năm về chia tay nãy giờ mà mình mê chia tay với Năm chị Năm mình quên quay. anh Nam ơi nãy giờ em lâu quá mới gặp anh em chia tay không cái em cũng vui quá em chia tay quên quay phim giờ mới quay. Cảm ơn gia đình. Rồi anh chị về. Rồi chào cả nhà nha, bye bye cả nhà nha.